xin thay mặt các đại biểu tham dự Đại hội 8 Hội Sinh viên Việt Nam gửi tới Phó Thủ tướng và các vị lãnh đạo lời chúc sức khỏe và hạnh phúc. Cháu xin tự giới thiệu, cháu là Dương Xuân Trà My, đại diện sinh viên thủ đô, và cháu có một câu hỏi muốn gửi tới Phó Thủ tướng và các bác lãnh đạo. Cháu là sinh viên năm cuối sắp tốt nghiệp ra trường và cháu có một vấn đề rất quan tâm, đó là việc làm sau khi cháu tốt nghiệp. Và cháu thấy rằng là việc làm các khi các bạn sinh viên tốt nghiệp thì việc làm các bạn vẫn chưa tìm được việc làm, và có một số bạn thì tìm được việc làm nhưng mà việc làm đó chưa phù hợp với chuyên môn của mình, mặc dù các bạn tốt nghiệp loại khá loại giỏi, và thậm chí là có những bạn sinh viên đi du học ở nước ngoài về. Vậy thì chính phủ có những chính sách nào để giải quyết vấn đề việc làm cũng như là phát huy hết năng lực sở trường chuyên môn của các bạn sinh viên? Cháu xin chân thành cảm ơn. Bạn có thể cho biết là bạn đến từ trường nào ạ? Cháu là Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương ạ. Và cháu cũng xin được đề nghị với chú Thiện Nhân như thế này, là chú sẽ điều hành giúp cháu cái việc là ai sẽ trả lời từng câu hỏi. Vâng. Dạ. Thực ra thì câu hỏi của bạn Trà My rất đáng quan tâm, và không phải là quan tâm khi đến năm thứ tư được, mà phải quan tâm lúc nào ạ? Từ năm nào ạ? Từ năm thứ nhất, đúng không ạ? Mà trách nhiệm đó là của nhiều phía. Trước hết là người học quan tâm là tại sao mình chọn cái ngành đấy, có đúng nhu cầu sợ hay không, và ngành đó có chờ đợi những kỹ năng mà mình, tri thức mình có thể đáp ứng hay không. Đấy là người học phải tự trả lời cái đó. Thì theo các bạn, bao nhiêu phần trăm sinh viên trả lời câu đó trước khi vào học ạ? Có đến một nửa không ạ? Hơn một nửa không ạ? Cái này thực ra cũng chưa có điều tra, nhưng mà ước chừng là cũng phải vài chục phần trăm không quan tâm đến câu hỏi lắm, là thực sự xã hội đang cần nghề gì, mà chọn cái nghề nó có lẽ mình học được, đúng không? Thì đấy là trách nhiệm phía sinh viên. Nhưng còn phía nhà nước phải có trách nhiệm, là nhà nước phải làm tác dự báo. Ở thời điểm này đất nước ta cần cao đẳng, đại học những bao nhiêu người, cơ cấu ngành nghề gì. Thì chính vấn đề này vừa qua chúng ta chưa làm tốt. Nhà nước chưa có cơ quan nghiên cứu dự báo chính xác cơ cấu nhân lực toàn quốc cần như thế nào, mà vừa qua chúng ta còn đào tạo chủ yếu là theo khả năng. Mình cũng có định hướng nhu cầu nhưng mà lượng hóa chưa tốt, cho nên là đào tạo theo khả năng, là sức nhà trường, sức thầy đến đâu, thấy có học trò thì đào tạo, chứ chưa trả lời một cách chính xác là nhu cầu xã hội như thế nào. Thì từ 2 năm nay là chính phủ nói chung, Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh Xã hội chuyển từ cái đào tạo theo khả năng, theo đào tạo theo nhu cầu. Thì giải pháp đầu tiên là hình thành cái trung tâm nghiên cứu dự báo nhu cầu nhân lực. Thì tại Bộ Lao động Thương binh Xã hội, Bộ Giáo dục Tạo đã thành lập cái trung tâm như vậy. Và vấn đề thứ hai đó là các nhà trường, xưa nay nhà trường cũng chưa quan tâm công tác dự báo, chưa quan tâm kỹ năng có phù hợp hay không. Thì với cái phương châm đào tạo theo nhu cầu xã hội đấy, thì 2 năm nay các nhà trường gắn kết với các doanh nghiệp, với người sử dụng lao động, để họ nói cho mình biết cần kỹ năng gì và đưa vào chương trình đào tạo. Như vậy phương châm là gì? Người sử dụng lao động tham gia vào thiết kế chương trình đào tạo. Và để làm được cái này thì các nhà trường gần đây Bộ đã chỉ đạo hình thành các cái phòng, các trung tâm quan hệ doanh nghiệp và hỗ trợ giải quyết việc làm trong các nhà trường. Và vấn đề nữa đó là đào tạo theo địa chỉ, theo hợp đồng. Trong 2 năm vừa qua thì Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh Xã hội tổ chức cùng các bộ ngành khác 11 hội thảo quốc gia về đào tạo nhân lực theo nhu cầu của doanh nghiệp. Và thông qua đó có 600 hợp đồng đào tạo được ký kết giữa nhà trường và các doanh nghiệp để góp phần đào tạo đúng địa chỉ. Và thông qua đó thì các cái doanh nghiệp cam kết nhận cho các học sinh sinh viên đi thực tập để làm có chất lượng và hỗ trợ lại thiết bị máy móc hoặc là tiền để quá trình đào tạo. Nhưng thực tế để thống kê, có một cái điều tra năm 2005 của ngành thống kê cả nước, thì trong 2,52 triệu người lao động có trình độ đại học cao đẳng cả nước thì có việc làm là 2.415.000, tức là 95,8%. Như vậy nhìn chung là sau một thời gian 1 năm 2 năm thì đại đa số là có việc làm, nhưng tỷ lệ làm việc sát nhu cầu đào tạo đâu thì chúng ta chưa thống kê được cái này. Vấn đề nữa chúng tôi cũng muốn chia sẻ là gần đây thì chính phủ đã hình thành ban chỉ đạo quốc gia đào tạo theo nhu cầu nhân lực, theo nhu cầu xã hội. Theo đó từng ngành như ngành công nghệ thông tin, ngành y tế, ngành đóng tàu, ngành du lịch, ngành tài chính ngân hàng
thì dự báo cái nhu cầu nhân lực của ngành mình trên cả nước và cùng với các trường đại học cao đẳng để mà triển khai đào tạo theo nhu cầu. Thì đấy là hướng giải pháp để giúp các bạn. Và gần đây nhất thì Bộ Giáo dục Đào tạo đã thành lập một trung tâm hỗ trợ đào tạo và cung ứng nhân lực của Bộ Giáo dục Đào tạo để tiếp nhận các nhu cầu nhân lực trình độ đại học cao đẳng trước hết của các doanh nghiệp công ty lớn, từ đó phối hợp với các công ty để chuyển giao cái này. Thì cuối cùng xin gửi gắm trở lại là các bạn hãy cùng suy nghĩ là trong bối cảnh như vậy, xã hội cần gì, mình làm gì để chuẩn bị tốt nhất cho quá trình có việc làm trước khi học đại học và trong quá trình học đại học và cao đẳng. Xin cảm ơn.